mọi người đã biết cách tự tạo phông chữ của riêng mình chưa? Mình không ngờ dễ và nhanh đến thế luôn đấy. Hello mọi người, Bibo đây. Mọi người vào đây nhá, đăng ký tài khoản rồi đợi xác nhận là có thể tải bảng chữ cái về rồi. Thì có thể tự tạo ngôn ngữ ký hiệu của riêng mình cũng được. Mình sẽ thử tạo một cái phông chữ giống trong truyện tranh nhá. Lúc mà thêm hình bảng chữ vào thì mọi người nhớ thêm một layer để viết chữ nhá, chứ viết đè lên bảng chữ cái để lúc mà xóa đi là mất tất cả đấy. Mọi người có thể sử dụng brush nào cũng được. Ở đây thì mình sử dụng brush mono có sẵn trong máy. Vẽ brush này thì nét nó đều và căng tròn, trông khá cute nhỉ. Mình sử dụng bản free cho nên sẽ chỉ viết được tiếng Anh thôi, bởi vì là bản tiếng Anh thì ít chữ cái. Còn nếu mà mọi người thích chữ có dấu thì có thể đầu tư mua để có thể viết được full chữ tiếng Việt nhá. Chữ do chính tay mình viết cho nên là cũng thú vị phết nhỉ. Mình sẽ áp bảng chữ cái lên rồi tải xuống một bộ phông mới. Cách tải và thêm phông và áp vẽ thì mọi người xem ở video này nhé.